Kênh Nhật Phong mến chào tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình Hilton Nhật Ký chiều ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California, 4 giờ 30 giờ California, tức là 6 giờ 30 giờ Houston, Texas. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 20 Tây tháng 10 năm 2020. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một buổi chiều thì chúng ta vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Và trước khi đi vào các đề tài vẫn là phần bảo trợ. Và phần bảo trợ kỳ này chỉ duy nhất là phần bảo trợ của Phượng Mai Official Channel và PM Phượng Mai Channel on Facebook. Nếu quý vị cảm thấy căng thẳng trong những bản tin thời sự mỗi một ngày của Phong, thì quý vị có thể vào trong channel Phượng Mai để thưởng thức những cái chương trình văn nghệ giải trí nhẹ nhàng và hiểu thêm về giá trị nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật sân khấu của Việt Nam. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và quý vị nào chưa ghi danh, hy vọng quý vị sẽ ghi danh vào trong channel của Phượng Mai, ủng hộ cho Phượng Mai cũng như là thưởng thức các chương trình văn nghệ giải trí mang tính nghệ thuật nhiều hơn. Và đó là phần bảo trợ của Phượng Mai Official Channel. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta lại bước vào trong cái phần gọi là đề tài mỗi một ngày của chúng ta. Trong phần đề tài ngày hôm nay, thì sáng nay Phong đã có loan tin cho quý vị và các bạn việc mà nhóm bộ tứ kim cương của nền dân chủ đã có cuộc tập trận. Và cuộc tập trận này sẽ kéo dài không phải chỉ là ở khu vực Biển Đông mà còn sẽ được khai triển qua khu vực Ấn Độ Dương. Và nhóm này chúng ta gọi là bộ tứ kim cương, gồm có Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Thì sáng nay Phong đã có loan cái tin này. Bên cạnh đó thì không quân của Đài Loan cũng đã bắt đầu có cuộc tập trận kéo dài cho tới ngày 30 tháng 10. Và lần này thì không quân Đài Loan tập trận với phong cách là bắn hỏa tiễn từ ở trên mặt đất, từ ở trên không xuống mặt đất, từ trên không xuống mặt biển và từ ở trên không nhắm vào các mục tiêu bay trên không. Thì cả hai cuộc tập trận này đều diễn ra ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Và như vậy thì có vẻ như là tình hình ở khu vực này càng lúc càng có những cái dấu hiệu căng thẳng hơn. Đặc biệt là họ tập trận để đối phó với ai, tất cả mọi người đều hiểu. Bây giờ chúng ta đi vào trong cái phần tin tức sơ khởi trước đi, rồi sau đó chúng ta mở bản đồ xem là các cuộc tập trận này diễn ra ở đâu và nó sẽ có cái thông điệp như thế nào và phía Trung Quốc sẽ phải đối phó như thế nào. Bản tin sáng nay Phong có đoan cho quý vị đó là bốn quốc gia gồm có Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ chuẩn bị cho cái cuộc tập trận hải quân có tên là Malabar. Chờ tập trận hải quân này khởi đầu là từ năm 2017. Lúc đó thì lúc đầu chỉ là Canberra và New Delhi, tức là Ấn Độ và Úc cùng tập trận ở khu vực Ấn Độ Dương để mà bảo vệ cái an ninh hàng hải ở khu vực này. Và sau đó thì họ đã tái lập lại sau khi mà thành lập nhóm bộ tứ. Nhóm bộ tứ kim cương này gồm bốn quốc gia Nhật Bản, Hoa Kỳ, Ấn Độ và Úc nhằm bảo vệ tự do hàng hải và được xem là một trong những cái tuyến đường quan trọng của hàng hải quốc tế. New Delhi ngày hôm qua thứ hai đã chính thức mời Canberra để tham gia một cuộc tập trận gọi là Malabar. Và cuộc tập trận này sẽ do phía của New Delhi là cái quốc gia sẽ là cái quốc gia, tức là Ấn Độ sẽ là cái quốc gia chỉ huy toàn bộ cuộc tập trận này. Ở trong đó thì bao gồm luôn cả Washington và Tokyo. Trong khi đó thì ca quốc gia vùng Nam Á này được biết rằng đang có nhiều căng thẳng về vấn đề biên giới với Trung Quốc. Và cuộc tập trận này theo nhận định của một số những chuyên gia về an ninh hàng hải cũng như là chiến lược ở khu vực thì cho biết, đặc biệt là chuyên gia này có tên là John Blaxland, một giáo sư đặc trách về chiến lược và quốc phòng của cái trường đại học quốc gia của Úc, tức là Australian National University. Trong đó thì nói rằng là cuộc tập trận này mặc dù không ai nhắc nhở tới một chữ nào của Trung Quốc, nhưng rõ ràng cuộc tập trận này gần như nhắm vào Trung Quốc bởi vì Trung Quốc đang có sự bành trướng khá nhiều trên khu vực của Đông Nam Á. Đặc biệt là Trung Quốc cũng đang tìm cách phát triển cái mạng lưới quân sự của họ ở khu vực phía Nam Thái Bình Dương, nơi nằm dưới sự quản trị của Úc và New Zealand. Bên cạnh đó thì cuộc tập trận này theo lời của James Gorkrick được xem là một cựu cựu giới chức trong và là phụ tá của đề đốc trong cái lực lượng gọi là Hải quân Hoàng gia của Úc, cũng cho biết là cuộc tập trận này gần như là một cái
một cái dấu hiệu, một cái thông điệp trực tiếp nhắm vào Trung Quốc, mặc dù cuộc tập trận này với danh nghĩa là bảo vệ, mở rộng an ninh hàng hải và bảo vệ cái quyền tự do an ninh hàng hải, theo lời của phía Ấn Độ cho biết. Và trong đó thì vốn đây là một cái nhóm bộ tứ đã từng được thành lập năm 2007 dưới thời của cựu thủ tướng của Nhật Bản là ông Shinzo Abe, và từ lúc đó thì họ đã bắt đầu thành lập nhóm bộ tứ này. Và đến năm 2017, khi mà Trung Quốc đã bắt đầu có những cái hành động bành trướng, thì nhóm bộ tứ này đã bắt đầu chuyển mục tiêu và tăng cường các sự hợp tác về quân sự để đối phó với lại cái sự trỗi dậy và cái sự bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông. Trong đó thì Bộ Quốc phòng của Ấn Độ đã đưa ra một cái bản statement, và trong đó nói rằng là cái cuộc tập trận này là để bảo đảm an ninh hàng hải cũng như là ủng hộ cho cái quyền tự do về hàng hải và mở rộng hàng hải trong khu vực Indo-Pacific, tức là khu vực Á Châu, Thái Bình Dương và kể cả Ấn Độ Dương. Trong khi đó thì bà Ngoại trưởng của Úc là bà Marina, xin lỗi quý vị, Ngoại trưởng của Úc cho biết rằng là cuộc tập trận này là mang cái ý nghĩa hợp tác quốc phòng giữa các quốc gia để bảo đảm sự thịnh vượng của khu vực. Đó là lời phát biểu của bà Ngoại trưởng của Úc, người đã từng đến gặp gỡ với lại Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ là Mike Pompeo ở tại Nhật Bản cách đây không lâu. Và cuộc tập trận này diễn ra sau khi mà nhóm bộ tứ đang chuẩn bị thành lập một cái liên minh quân sự tương tự như là liên minh quân sự NATO tại Âu Châu. Ok các bạn, đó là toàn bộ cái bản tin buổi chiều ngày hôm nay và sáng ngày hôm nay Phong có Loan. Bây giờ mình lặp lại cái bản tin này. Bây giờ trước khi mà chúng ta đi vào cái phần gọi là tìm hiểu xem cái cuộc tập trận này thì chúng ta cần hiểu rõ cái địa hình của khu vực Á Châu, Thái Bình Dương, các cái biển và cái khu vực nào mà họ xem là vùng tự do hàng hải, trước khi mà chúng ta bước vào cái phần gọi là phân tích về cái tình hình này. Ok các bạn, trên bản đồ thì tôi sẽ zoom vào cho các bạn thấy, zoom ra thì các bạn thấy đây là toàn bộ cái khu vực biển của Á Châu, Thái Bình Dương. Nó nằm ở khu vực này, ở dưới đây là khu vực của Nam Á và bên đây là khu vực của Ấn Độ Dương. Cuộc tập trận này không cho biết rõ chi tiết của cuộc tập nằm ở đâu. Tuy nhiên họ nói rằng gần bờ biển của Philippines. Thì gần bờ biển Philippines chỉ có ở khúc dưới, là khúc dưới của Palawan, tức là gần quần đảo Trường Sa, hoặc là nằm ở bên ngoài, tức là phía ở bên đây của Philippines. Thì chúng ta chưa biết, là họ không cho biết rõ cuộc tập trận. Nhưng mà theo cái ghi nhận của chiến lược gia tại Úc là ông John Blaxland, thì cuộc tập trận này nằm gần đảo Palu. Palu là cái đảo quốc nằm ở đây. Thì cuộc tập trận này có vẻ như là nằm ở khu vực này, tức là phía bên tay phải của Philippines và gần đảo Guam. Nơi đây thì là cái nơi được xem là nằm trong cái chiến lược hàng hải của Hoa Kỳ. Ok các bạn. Và đây là cái khu vực. Trong khi đó Đài Loan cũng đã tập trận ở khu vực không phận của họ để bảo vệ cái an ninh hàng hải của họ ở khu vực này với không quân của Đài Loan. Thì đây. Và tháng tới thì cuộc tập trận sẽ diễn ra ở bên khu vực Ấn Độ Dương, tức là bên đây. Đây là khu vực mà từ nước Úc mà lên Ấn Độ Dương, thì cuộc tập trận này diễn ra ở khu vực ở giữa này, gồm 4 quốc gia. Thì trong đó là Ấn Độ sẽ là cái quốc gia chỉ huy trong cái cuộc tập trận này. Trong khi cuộc tập trận đang diễn ra ở khu vực biển Thái Bình Dương, ở khu vực này đó thì là của Úc đang là cái quốc gia chỉ huy. Đây là một trong những cái cuộc tập trận đang diễn ra và Bắc Kinh đã bắt đầu có những phản ứng đối với những cuộc tập trận này. Ok, đó là cái hình ảnh mà chúng ta thấy được trong cái bản đồ, và chúng ta biết được từ khu vực của Á Châu, Thái Bình Dương mà đi qua Ấn Độ Dương thì quý vị thấy là nó băng ngang qua cái eo biển Malacca ở dưới của Singapore. Thì đây là hai cuộc tập trận tháng này và tháng tới của nhóm bộ tứ. Như vậy thì câu hỏi đặt ra là liệu cái việc mà gia tăng cái hợp tác quân sự giữa Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc trong giai đoạn này mang ý nghĩa thông điệp gì? Thứ nhất. Thứ hai là liệu cặp cuộc tập trận này có thể khởi đầu cho một cái ý định mà phía Hoa Kỳ đã đề nghị trước đây, là một cái mô hình của một liên minh quân sự tại các quốc gia ở khu vực Á Châu, Thái Bình Dương hay không? Thì bây giờ chúng ta đi vào phân tích xem. Thứ nhất, cuộc tập trận diễn ra giữa lúc mà Hoa Kỳ còn chưa đầy 2 tuần lễ là sẽ có cuộc bầu cử tổng thống. Và các chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ dường như đều nhắm thẳng vào Trung Quốc, cho dù là nói chuyện với Âu Châu, cho dù là nói chuyện với các đối tác tại khu vực Á Châu, hay là kể cả khu vực Trung Đông, thì dường như cái chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đều dẫn tới con đường đối phó với Trung Quốc.
thì chúng ta đã nhìn thấy rất rõ ràng trong gần một năm qua, sự ra gọi là đi ra bên ngoài làm việc của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo, gần như đến bất cứ một chỗ nào, ông cũng đều nói rõ và đều cảnh báo về cái tiềm năng đe dọa của Cộng sản Trung Quốc. Và ngay cả sáng ngày hôm nay, khi mà ông nói chuyện với lại đối tác của ông là Ngoại trưởng của Brazil, ông cũng nói rất rõ ràng với Brazil là cả Brazil lẫn Hoa Kỳ phải giảm tất cả những cái sự lệ thuộc về các cái nguyên liệu và các cái mặt hàng xuất cảng từ Trung Quốc. Thì quý vị thấy rõ ràng cái chính sách của Hoa Kỳ trong cái chính sách đối ngoại ưu tiên hàng đầu vẫn là việc đối phó với Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc trong suốt thời gian mà Hoa Kỳ ngủ quên, tôi dùng chữ Hoa Kỳ ngủ quên là bởi vì tôi muốn nhấn mạnh đến cái giai đoạn toàn cầu hóa của Bill Clinton cho tới cái giai đoạn của Obama, thì gần như là Hoa Kỳ đã bỏ rơi khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Quý vị còn nhớ trong những cái livestream trước thì tôi đã từng nhắc lại điều này, là kể từ khi mà Bill Clinton thúc đẩy cái toàn cầu hóa và gần như là ban hành một số những cái luật lệ và chính sách rất có lợi cho Bắc Kinh trong việc phát triển kinh tế, và gần như là họ xóa đi tất cả những cái lằn ranh bằng một cái vùng màu xám. Và trong suốt 20 năm đó, hơn 20 năm đó, thì gần như các quốc gia ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương đều bị Hoa Kỳ bỏ rơi. Bỏ rơi là họ bắt tay trực tiếp với lại Bắc Kinh và coi cái thị trường Bắc Kinh là cái thị trường lớn nhất thế giới. Tất cả đều tập trung và vuốt ve trong cái lúc mà Bắc Kinh phát triển kinh tế, và họ đã nhân nhượng rất nhiều cho Bắc Kinh, kể cả dưới thời Bill Clinton. Rồi sau đó tới thời của Tổng thống Bush con. Bush con vì cái nhu cầu giải quyết cái lò lửa ở Trung Đông, và đặc biệt là giải quyết cái nhân vật được xem là rất nguy hiểm đối với Hoa Kỳ là Saddam Hussein, lúc đó là Tổng thống của Iraq. Do đó Bush con và cộng thêm cái cuộc chiến chống khủng bố, Bush con đã tập trung tất cả nội lực của Hoa Kỳ vào cái lò lửa ở Trung Đông, bỏ mặt luôn thị trường Á Châu. Rồi tới thời của Obama thì Obama lại thỏa hiệp nhân nhượng rất nhiều cho Trung Quốc, tạo cho Trung Quốc có cơ hội bắt đầu chiếm lĩnh cái thị trường và tạo cái ảnh hưởng của họ tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Cho tới khi Tổng thống Trump lên thì lúc đó ông Trump mới bắt đầu cụ thể hóa cái vấn đề chuyển trục về Á Châu. Và khi chuyển trục về Á Châu thì ông Trump đã đụng một cái sườn rất lớn, đó là vì sự bỏ rơi của các đời tổng thống trước mà Á Châu đã thay đổi cái quan điểm, và nhiều quốc gia đã bị gọi là có những cái quan hệ sâu đậm với phía Bắc Kinh. Đó là cái cục diện mà trước khi ông Trump lên. Nhưng mà rồi sau 3-4 năm ông Trump cầm quyền, đưa ra những chính sách cứng rắn, bây giờ ông đã phá vỡ được một phần nào cái việc mà các quốc gia Á Châu lúc trước là họ đứng sau lưng Trung Quốc. Nhưng kể từ khi mà ông Trump áp dụng những chính sách cứng rắn và buộc, mặc dù ông không lên tiếng ép, nhưng gần như các quốc gia Á Châu đều phải có sự chọn lựa. Tuy nhiên, bây giờ tình hình của các quốc gia ở dưới khu vực này, tôi tạm gọi là thời điểm này, là thời điểm có tiền trên hết. Tại sao tôi nói như vậy? Tại vì tất cả những quốc gia nào mà có được cái nguồn ngân sách tốt đều gia tăng cái khả năng quốc phòng của họ. Đứng đầu là Đài Loan và Nhật Bản, là hai cái vùng đất được xem là tăng cường rất nhiều trong cái ngân sách về quốc phòng. Rồi kế tiếp là tới phiên nước Úc. Úc cũng đã gia tăng ngân sách quốc phòng, và gần đây Ấn Độ lại gia tăng ngân sách quốc phòng. Tại sao tất cả các quốc gia này đều gia tăng ngân sách quốc phòng? Bởi vì họ đã cảm nhận được cái sự đe dọa của Trung Quốc. Sau khi mà ông Trump vạch ra tất cả những cái đòn ngầm của Trung Quốc, những cái quyền lực mềm của Trung Quốc và những cái trò thao túng của Trung Quốc thông qua những cái chính sách của họ và những cái chiến lược của họ. Chính sách của họ là cái chính sách gọi là nước lớn ăn hiếp nước bé, tức là dùng uy hiếp của nước lớn để uy hiếp nước bé. Và thứ hai là dùng cái quyền lực mềm, tức là những cái món nợ mà họ sử dụng cái sáng kiến của Tập Cận Bình, tức là một vành đai một con đường, để khống chế những quốc gia nghèo và đang phát triển. Thì gần như là Trung Quốc đã khống chế rất nhiều. Nhưng những quốc gia này bắt đầu bừng tỉnh trước cái sự đe dọa của Trung Quốc. Gần như tất cả các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á đều gia tăng ngân sách quốc phòng. Thì khi mà họ gia tăng ngân sách quốc phòng thì thật sự mỗi quốc gia vẫn là một quốc gia độc lập. Và một quốc gia độc lập như vậy, họ khó đối phó được với lại cái tiềm năng của Trung Quốc, đặc biệt là nền quân sự của Trung Quốc. Dù gì đi nữa, mặc dù chúng ta chưa biết thực tế binh sĩ Trung Quốc khi tham chiến sẽ như thế nào, nhưng mà ít nhất về mặt rating, chấm điểm,
Tây Trung Quốc là lực lượng đứng hàng thứ 3 trên thế giới về quân sự sau Hoa Kỳ và Nga. Thì mình cứ tính trên cái đó đi. Mình chưa nói tới cái thực tế binh sĩ Trung Quốc tham chiến có được như vậy hay không thì chúng ta chưa nói. Tại vì họ chưa tham chiến chúng ta chưa biết. Nhưng mà về rating họ đứng thứ 3. Vậy thì những quốc gia nhỏ như là Malaysia, Indonesia, Philippines, Việt Nam, Thái Lan, Singapore, làm sao một mình họ có thể đương đầu với lực lượng binh sĩ của Trung Quốc hay là nền quân sự của Trung Quốc được? Do đó, khi mà chuyển trục về, thì ban đầu Hoa Kỳ thuyết phục là dùng cái khả năng của mình để thuyết phục. Nhưng mà dường như là cái bức tường này nó khá lớn. Sau 23 năm, 20 mấy năm mà những quốc gia này bị Hoa Kỳ bỏ rơi, thì bây giờ họ e dè vô cùng. Một mặt họ rất muốn đối phó với Trung Quốc, bởi vì bản thân của họ không đủ sức về quân sự để mà đối đầu với Trung Quốc một cách trực tiếp. Có Hoa Kỳ nhúng vào, họ đỡ hơn, nhưng họ lại không muốn ra mặt đứng hẳn về phía Hoa Kỳ đối phó với Trung Quốc. Họ cứ lấy cái kinh nghiệm của chiến tranh Việt Nam trước đây, hoặc là cái chuyện mới nhất là cái chuyện mà Obama đã bỏ rơi Philippines trong cái bãi cạn Scarborough. Do đó, nhiều quốc gia Á Châu, họ rất nghi ngại cái thiện chí của Hoa Kỳ. Do những đời tổng thống trước, từ Clinton, Bush cho tới Obama, khiến cho họ nghi ngại rất nhiều. Mặc dù rằng họ an tâm hơn về sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ trên khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Do đó, thì Hoa Kỳ buộc lòng phải đi một cái giải pháp gián tiếp chứ không trực tiếp. Trực tiếp tức là điều thẳng với từng quốc gia, đứng hẳn về phía mình thì khó. Tại vì những quốc gia này, thứ nhất, giống như tôi nói, là họ thiếu niềm tin với Hoa Kỳ sau 3 đời tổng thống Hoa Kỳ khiến cho họ mất niềm tin. Thứ hai, bản thân của những quốc gia này đã ít nhiều có cái gọi là nhúng chàm với Trung Quốc. Tức là họ vay nợ của Trung Quốc, họ nhờ Trung Quốc phát triển hạ tầng cơ sở cho họ, vân vân và vân vân, để phát triển kinh tế. Do đó, bởi những lý do này, họ không dám đơn thân độc mã nghiêng hẳn về phía Hoa Kỳ. Vì vậy mà tại sao mà có cái ý tưởng thành lập một cái liên minh quân sự ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương, để các quốc gia này có thể join, tức là cùng tham gia chung, mà không ngại là phải họ một mình đối đầu với Trung Quốc. Và cái liên minh quân sự này nếu được lập ra thì nó được một cái là nó giải quyết được rất nhiều bài toán cho Hoa Kỳ. Thứ nhất, Hoa Kỳ không phải tốn sức một mình để đối phó toàn bộ cục diện ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương với Trung Quốc, mà còn có được sự hỗ trợ của đồng minh và các quốc gia nằm trong cái liên minh quân sự này. Thứ hai là Hoa Kỳ khi mà nối kết được cái liên minh quân sự này thì Hoa Kỳ sẽ có thêm cái gọi là cái nền tảng để thúc đẩy và từ từ lôi các quốc gia này ra khỏi tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Do đó, cái việc mà Hoa Kỳ đưa ra cái sáng kiến thành lập một cái liên minh quân sự là một cái sáng kiến tương đối hay, và dường như nhiều quốc gia ở khu vực rất mong muốn cái liên minh này sớm được thành lập. Chính ra cái liên minh này đã được thành lập từ thập niên 90 rồi. Nhưng mà vì thời điểm đó, nhân vật phá đi cái liên minh này là nhân vật tỷ phú của Hoa Kỳ, George Soros, khi mà ông ta dùng cái tiền của mình để mà phá giá đồng tiền tệ của Thái Lan, khiến cho cái cơn khủng hoảng kinh tế nó dây chuyền ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương, và nó làm vỡ tất cả những cái dự tính này. Lúc đó cái hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á chưa bị Trung Quốc thao túng, thì họ đã có ý định là thành lập một cái liên minh quân sự để mà tự bảo vệ lẫn nhau, liên kết những nước nhỏ với nhau thành một cái liên minh quân sự. Nhưng mà rồi thì George Soros vì không đồng ý cho Miến Điện gia nhập vào trong cái khối ASEAN, tức là hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, do đó ông ta đã bung tiền mua cái tiền Thái Lan để khiến cho cả nền kinh tế Thái Lan bị sụp đổ, kéo dây chuyền qua các nước khác lên tới tận Đài Loan và Nam Hàn cũng bị rơi vào cái khủng hoảng kinh tế. Do đó cái ý tưởng này nó đổ vỡ từ thập niên 90 và nó chìm lắng đi cho tới khi mà ông Mike Pompeo và ông Mark Esper khi quay trở lại Á Châu trong cương vị của một bộ trưởng quốc phòng và một bộ trưởng ngoại giao, họ nhìn thấy được cái bức tường khá cứng rắn mà các quốc gia đó không dám bước qua bức tường để bắt tay trực tiếp với Hoa Kỳ. Do đó, cuối cùng bây giờ cái giải pháp được xem là chậm một chút, mềm dẻo hơn, nhưng mà ít nhất nó giải quyết được cái bài toán.
là ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc, là thành lập một cái liên minh quân sự tương tự như cái liên minh quân sự của NATO ở tại Âu Châu. Mà liên minh quân sự NATO là nhằm đối phó với nước Nga, thì liên minh quân sự Á Châu này là đối phó với Trung Quốc. Tuy nhiên, làm cách nào để cho các quốc gia ở khu vực có thể tin tưởng vào cái liên minh quân sự này? Vì vậy mà các cuộc tập trận của nhóm bộ tứ, tức là Ấn Độ, Úc, Nhật và Hoa Kỳ, là họ liên tục tập trận để mà khẳng định cái tư thế quân sự của họ ở khu vực. Để bắt đầu khi mà các quốc gia có niềm tin, lúc đó họ mới đặt ra những cái khung quy tắc, những quốc gia nào được mời vào trong cái liên minh quân sự này. Và khi tham gia vào liên minh quân sự này thì họ phải tuân thủ những điều gì, và đồng thời cái ngân sách quốc phòng họ ra sao, và sự hỗ trợ của Hoa Kỳ và Nhật Bản như thế nào cho những quốc gia này. Thì đó sẽ là những cái mà từ đây cho tới cuối năm nó rõ nét hơn. Còn bây giờ gần như là các cuộc tập trận của Hoa Kỳ và của các quốc gia đồng minh này chỉ mang ý nghĩa thứ nhất là gửi một cái thông điệp tới các quốc gia tại Á Châu là chúng tôi đang đối đầu trực tiếp với Trung Quốc. Nếu quý vị join, tham gia cùng cái liên minh quân sự này thì chúng ta làm được nhiều việc và bảo đảm được cái an ninh hàng hải, không một quốc gia nào có thể ăn hiếp một quốc gia nào. Đó là cái thông điệp thứ nhất mà phía Hoa Kỳ đã và các quốc gia đồng minh đã gửi cho những quốc gia ở xung quanh khu vực Đông Nam Á. Và điều thứ hai là cái mục tiêu là cuối cùng làm cách nào ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc. Và liên minh quân sự này sẽ đặt ra những cái quy tắc về an ninh hàng hải dựa trên cái khung luật quốc tế được ban hành năm 1982 mà chúng ta gọi là luật trên biển đó, tức là UNCLOS năm 1982. Thì đây là một trong những cái liên minh quân sự nó bắt đầu chớm nở, và để thúc đẩy điều này thì các cuộc tập trận đối đầu và thách thức chủ quyền của Trung Quốc nó rõ nét. Tại vì Hoa Kỳ muốn cái liên minh quân sự này thành lập càng sớm càng tốt. Khi mà nó được thành lập thì lúc đó Hoa Kỳ có thể danh chánh ngôn thuận để cùng với các quốc gia này bảo vệ tất cả những khu vực được xem là vùng tự do hàng hải. Quý vị còn nhớ tôi đã cắt nghĩa quý vị ở trên đảo Hải Nam. Từ đảo Hải Nam xuống quần đảo Hoàng Sa, cái đoạn ở giữa là cái đoạn gọi là hải phận quốc tế, không thuộc một quốc gia nào. Rồi từ Hoàng Sa xuống Trường Sa, cái đoạn ở giữa đó cũng là an ninh hàng hải, cũng là hải phận quốc tế, không thuộc một quốc gia nào. Và cái cửa biển đi ra ngoài Thái Bình Dương là cái eo biển Bashir Channel giữa cái đảo Luzon của Philippines và Đài Loan. Thì đó cũng là cái khu vực gọi là tự do hàng hải. Những khu vực này là những khu vực mà cần được bảo vệ. Bên cạnh đó, Ấn Độ lại còn có ý nghĩa khác là trong thời gian gần đây, Trung Quốc đã tìm cách phát triển qua khu vực Ấn Độ Dương thông qua những quốc gia nằm dưới sự điều khiển của họ. Thứ nhất là Miến Điện, và thứ hai là Sri Lanka, tức là Tích Lan. Hai quốc gia này gần như là nằm chết ở trong cái một vành đai một con đường. Bây giờ Trung Quốc sử dụng hai cái lãnh thổ của hai quốc gia này và cộng thêm cái sự hỗ trợ của Pakistan đã tìm cách xuất hiện ngay trên bờ biển Ấn Độ Dương. Và do đó, Ấn Độ cần thiết lập một cái mạng lưới an ninh về hàng hải dọc theo từ biên giới của Ấn Độ, thêm lục địa của Ấn Độ mà chạy dài xuống thêm lục địa của nước Úc. Đây là những cái nhu cầu của những quốc gia ở khu vực. Cuối cùng, mục tiêu của tất cả những quốc gia này vẫn chỉ có một thôi: tìm cách ngăn chặn cái sự bành trướng của Trung Quốc ở các khu vực này. Và cuộc tập trận ngay ở khu vực bờ biển Philippines, nhưng mà không nằm ở bên trong Biển Đông mà nằm ở bên ngoài, tức là bên tay phải của Philippines đó, là nó mang thêm một cái ý nghĩa quan trọng nữa. Đó là chặn cái con đường phát triển của Trung Quốc xuống khu vực Nam Thái Bình Dương, nơi mà Trung Quốc đã bắt đầu có được cái tầm ảnh hưởng qua cái quần đảo Solomon, và kể cả một cái quần đảo ở dưới đó là đã ký kết bàn giao với Trung Quốc và hủy bỏ ngoại giao với Đài Loan. Thì Trung Quốc đã bắt đầu tìm cách thiết lập mạng lưới quân sự họ dưới đây. Và cuối cùng, đó là cái thông điệp rất mạnh dành cho những quốc gia nào ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương mà manh nha tiếp tay với Trung Quốc, đặc biệt là trường hợp của Campuchia. Campuchia đã hủy đi một cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ xây dựng cho Campuchia,
Và trước đây thì ông Hun Sen, thủ tướng của Campuchia, đã tuyên bố là không hề có binh sĩ Trung Quốc trên lãnh thổ của Campuchia. Nhưng mà sau khi mà các cái vệ tinh chụp được cho thấy là Trung Quốc, Hun Sen đã cho hủy bỏ, phá vỡ tất cả những cái hạ tầng cơ sở, cái căn cứ quân sự hải quân mà Hoa Kỳ trước đây xây dựng cho Campuchia, thì Hun Sen đã lên trở miệng và nói rằng, ô, nó không chỉ có quân đội Trung Quốc trú đóng tại đây. Rõ ràng, câu trả lời này của Hun Sen đã cho thấy là Hun Sen đang tìm cách mở đường cho Trung Quốc, mở một căn cứ quân sự ngay khu vực ở cực nam của Đông Nam Á, nằm ngay gần vùng vịnh Thái Lan. Thì điều này sẽ gây nguy hiểm cho cái an ninh hàng hải giữa Hoa Kỳ và các quốc gia đối tác. Do đó, cuộc tập trận của các quốc gia nằm trong nhóm bộ tứ này cũng là một thông điệp gửi cho Hun Sen của Campuchia là đừng có quá gần gũi với Trung Quốc. Nếu như không, thì Campuchia sẽ nhận lãnh những cái đòn trừng phạt mới của không phải chỉ Hoa Kỳ, Liên Hiệp Âu Châu bây giờ đối với Hun Sen, mà ngay cả những quốc gia ở khu vực cũng có thể sẽ giới hạn tất cả các mối quan hệ với Campuchia. Do đó, cuộc tập trận diễn ra, đang diễn ra ở trên cái khu vực biển Thái Bình Dương, nó mang nhiều cái thông điệp, và cái cuộc tập trận này nó cũng đang khiến cho cái tình hình của khu vực ở Á Châu Thái Bình Dương nóng hơn. Bởi vì Trung Quốc sau khi mà họ bắt đầu đo lường được là ít nhất trong một vài thập niên tới, Hoa Kỳ sẽ không mềm dẻo với họ. Do đó, thay vì chọn thái độ nhượng bộ, thì bây giờ Tập Cận Bình đã chọn thái độ cứng rắn đối đầu. Và chính cái thái độ cứng rắn đối đầu, bởi vì Tập Cận Bình mới tới Quảng Châu mà nói rằng binh sĩ của họ chuẩn bị chiến tranh, là Tập Cận Bình đã chọn thái độ cứng rắn đối đầu với Hoa Kỳ. Vậy thì cái tình hình của Biển Đông và eo biển Đài Loan vẫn sẽ là cái tình hình mà tôi nói súng sẽ nổ bất cứ giờ phút nào. Tức là xung đột vũ trang có thể bùng nổ bất cứ giờ phút nào ở khu vực này trong thời gian tới, ít nhất từ đây cho tới năm 2021. Bởi vì chưa có một dấu hiệu nào cho thấy các phía giảm đi, tìm cách xuống thang trong các cuộc căng thẳng, mà càng lúc cái cuộc đối đầu càng căng thẳng hơn. Và Bắc Kinh cũng không chịu nhượng bộ. Tại nhượng bộ, Bắc Kinh sẽ thua trắng trên mặt trận ngoại giao và uy thế. Do đó Bắc Kinh muốn cho thấy rằng họ là quốc gia mạnh, có khả năng đối đầu với Hoa Kỳ. Chính vì vậy Tập Cận Bình chọn con đường cứng rắn. Và như vậy, cái hồ sơ của Biển Đông, cái hồ sơ của eo biển Đài Loan, giống như tôi đã nói, nó đã sẵn sàng cho một cuộc xung đột. Và chưa biết được cuộc xung đột này nó bùng nổ bất cứ giờ phút nào. Ok các bạn, đó là cái đề tài thứ nhất liên quan tới cuộc tập trận của nhóm bộ tứ ở trên khu vực biển Thái Bình Dương, và ý nghĩa của nó, thông điệp của nó, cũng như là nó dẫn tới cái cục diện căng thẳng hơn chứ không hề giảm đi. Đó là đề tài thứ nhất, và một lát nữa Phong sẽ trở lại với đề tài thứ hai. Trong đề tài thứ hai, Bắc Kinh đo lường được sự cứng rắn này, và bây giờ họ phải đối phó với một cái bài toán khá phức tạp là Hoa Kỳ có thể ngăn chặn Trung Quốc sử dụng đồng Mỹ Kim. Và cái câu chuyện như thế nào, một lát Phong sẽ trở lại sau cái mấy phút quảng cáo, thì Phong sẽ trở lại. Mong các bạn đừng rời khỏi làn sóng phát hình và phát thanh của Phong. Phong sẽ trở lại trong vòng 3 phút.